Ok, hello, xin chào mừng chào mình, mình là Ngọng Béo TV đây. Thì ngày hôm nay Ngọng đã quay trở lại rồi nè, làm thêm một video cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại làm thêm một video về vẽ. Hôm nay thì Ngọng sẽ vẽ hẳn hai bức tranh luôn nè. Và cái nhân vật mà Ngọng vẽ đó chính là một nhân vật không cha đâu đâu, mà đó chính là một nhân vật tuổi thơ, thuở tuổi của chúng ta. Đó chính là một công chúa Disney, đó chính là công chúa ngủ trong rừng. Và một nhân vật khác nữa, tuy là nhân vật phản diện nhưng mà Ngọng rất là thích nhân vật này luôn, đó chính là tiên hắc ám. Đó, thì đầu tiên Ngọng sẽ vẽ công chúa ngủ trong rừng trước. Thì trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay, mọi người hãy nhớ qua kênh Tấn Sang Nông Cơ. Bởi vì vào ngày mai khoảng buổi tối thì sẽ có một điều đặc biệt, đó chính là Ngọng sẽ live stream ở trên kênh Tấn Sang Nông Cơ thử nghiệm để xem coi là như thế nào. Mọi người hãy nhớ qua đón xem nha. Nhớ là tại kênh Tấn Sang Nông Cơ nha. Ngọng đã chèn chữ ở trên video rồi đó. Thì yeah, bây giờ thì Ngọng không làm phiền mọi người nữa, hãy bắt đầu ngay và luôn một video nào. Let's go.
hôm nay cũng đã dài rồi. Để mọi người video này hay, hãy nhớ lại cho một like, một share, một đăng ký. Còn đừng quên ấn quay chung bên cạnh để mình là Ngọc có về với nha. Và cũng đừng quên vào tối ngày mai ở trên kênh Tấn Sang Nông Cơ, Ngọc sẽ live stream ở trên đó. Và đây cũng sẽ là món quà đặc biệt cho mọi người nhé. Thì yeah, thì Ngọc xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn mọi người trong video lần sau. Ít mọi người nhiều.